quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Nhã Phương cưới gần 2 tuần em gái mới lên tiếng đọc xong trớt nước mắt. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9 vừa qua, đám cưới của Trường Giang và Nhã Phương được tổ chức hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giờ phút thiêng liêng trên sân khấu, tưởng chừng như hai vợ chồng sẽ mạnh mẽ trước sự hiện diện của khách mời và hai bên gia đình, nhưng họ đã khóc rất nhiều. Với người thân bạn bè, ai cũng mừng vì Trường Giang và Nhã Phương cuối cùng đã về chung một nhà sau hơn 3 năm yêu đương sóng gió. Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân em gái Nhã Phương cũng gửi lời chúc mừng đến chị gái, kèm đó là clip toàn bộ hôm đám cưới. Phương Anh có viết, chị xứng đáng có được hạnh phúc, trần đầy Nhã Phương phải luôn mạnh khỏe và bình an nha, bé Bi, người thương của em. Phía anh trai Trường Giang trước đó cũng đã có những chia sẻ dành cho em trai và em dâu. Anh mượn chuyện đám mây được trang trí trong tiệc cưới, qua đó tinh tế nhắn gửi đến Trường Giang và Nhã Phương rằng nếu có dịp mình sẽ nói chuyện về những đám mây trên sân khấu này. Tại sao lúc đen, tại sao lúc trắng, đó là một câu chuyện dài. Và điều anh mong hai đứa nhìn vào những hình ảnh của hôm đó để cuộc sống còn lại của mình với chỉ toàn màu trắng mà thôi. Cách đây vài ngày trên trang fanpage riêng, Nhã Phương vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng. Có thể nói đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh về chồng kể từ sau đám cưới. Từ trước đến nay dù đang hẹn hò hay sóng gió, cả đến ngày tổ chức lễ cưới người đẹp vẫn không hề có động tĩnh gì về người bạn đời này. Nhã Phương tâm sự, đi chơi có mấy ngày mà việc quá trời việc đang chờ luôn, giờ là phải trở lại guồng quay công việc thôi. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng nha, mãi yêu. Nhã Phương tiết lộ quá khứ, suýt chết vì chị gái, bị xe tải đâm khiến fan lo lắng. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện mới đây của Nhã Phương khá thu hút người nghe khi cô cho biết hồi nhỏ đã phải trải qua hai lần nguy hiểm tới tính mạng. Thậm chí, gia đình còn nghĩ rằng nữ diễn viên đã ra đi khi còn lứa tuổi thơ ấu. Không chỉ thoát chết vì tai nạn giao thông, bạn gái Trường Giang còn suýt mất mạng vì bị đuối nước do chị gái sơ sẩy làm ngã. May mắn thay cả hai lần đó, Nhã Phương đều thoát khỏi, lưỡi hái, thân chết. Nhã Phương chia sẻ, hồi nhỏ tôi từng gặp tai nạn giao thông và chị gái là người gây ra. Nhà tôi ở ngoài rìa đường quốc lộ, khi ấy chị gái ở nhà trong tôi, nhưng không hiểu sao tôi bò được ra ngoài giữa đường và bị xe tải đụng. Cả gia đình ai cũng nghĩ chắc tôi chết rồi, thế nhưng một lúc sau, mọi người bất ngờ thấy tôi bò từ dưới cầm xe ra ngoài. Một lần khác, chị cũng ở nhà trong em khi mẹ đi làm, vừa cõng em trên lưng, chị vừa xách lu nước, thật không may chị làm rơi em vào trong cái lu nước. Chị thì nhỏ xíu mà cái lu nước lại to, nên xém nữa là em chết đuối trong đó. Lúc xảy ra tất cả những sự việc trên, tôi còn quá nhỏ nên bây giờ không nhớ gì hết. Nhưng cả nhà và đặc biệt là chị gái đã kể lại cho nghe. Cả nhà kêu là tôi mạng lớn. Sau này chị lớn đi học thì ba chở em đi đến trường. Ba tôi dạy học còn mẹ làm ý, vì thế mỗi khi tới trường thì ba sẽ chở tôi theo. Lên trường ba thì tôi đi chơi và đứng ngoài cửa xem các anh chị học. Như những gì Nhã Phương kể lại, cô đã có 3 lần chết hụt và trưởng thành như ngày hôm nay. Tuy nhiên nhiều người đã tỏ ra không hài lòng khi nữ diễn viên tuổi thanh xuân liên tục khơi lại những câu chuyện trong quá khứ để thu hút khán giả. Ngàn lòng chuyện Nhã Phương bị mẹ ruột đánh chửi vì ghen tuông, cha từ mặt khi mới lọt lòng. Quý vị thính giả thân mến, ngoại hình xinh xắn và cá tính điệu đà của Nhã Phương luôn khiến người ta ngỡ rằng cô là tiểu thư nhà giàu, sinh ra trong một gia đình khá giả và được chiều chuộng từ tấm bé. Nhưng ít ai biết, trái với những gì người ta nghĩ, cô gái miền Tây ấy đã có những tháng ngày cơ cực, thiếu thốn và rất thiệt thòi. Gia cảnh đông con và nguồn thu nhập hạn hẹp từ việc làm nông, đồng lương giáo viên của bố và gánh hàng tạp hóa của mẹ khiến cho Nhã Phương cùng các chị em của mình trải qua tuổi thơ thiếu thốn. Nữ diễn viên không có được những món đồ chơi mà đám trẻ ưa thích, thậm chí với cô, một đôi dép nhựa cũng là điều phải ước ao. Cũng giống như những bé gái khác, Nhã Phương rất thích chơi búp bê, nhưng cô cũng nhận thức được hoàn cảnh gia đình không cho phép, nên mỗi lần lên trải cùng ba mẹ, cô lại lựa những trái bắp non có hình dáng giống như là em bé để chơi đùa. Đến khi cha mẹ phát hiện, Nhã Phương đã bị cấm lên trải vào mỗi mùa bắp, khiến cô không thể duy trì thú vui trẻ con của mình. Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả chính là việc Nhã Phương từng bị cha ruột từ chối nhìn mặt từ khi mới sinh ra. Mang nặng tư tưởng truyền thống, cha cô mong ước có con trai. Thế nên,
Khi đã có hai cô con gái đầu lòng, cha cô dồn hết hy vọng vào người con thứ ba, mong có được cậu quý tử, nhưng sự ra đời của Nhã Phương đã khiến ông thất vọng. Cuối cùng trong mấy chị em, Nhã Phương lại quấn ba nhất và ba cũng rất cưng chiều cô nhất. Nhã Phương nói, tới năm lớp 8 tôi còn đòi ngủ với ba, mấy chị phải bảo là em lớn rồi, làm vậy kỳ lắm thì tôi mới chịu bò vô ngủ với mẹ và chị. Chưa dừng lại ở đó, sự thật đáng buồn hơn nữa chính là việc Nhã Phương vô tình trở thành nơi trút giận cho tính hay ghen của mẹ. Cụ thể, mẹ của nữ diễn viên rất hay ghen. Mỗi lần ba cô đi đâu về muộn, cô lại bị mẹ mắng chửi, thậm chí là đánh chỉ vì cô có gương mặt giống cha. Đỉnh điểm khi cô bé Nhã Phương đang ngoan ngoãn giặt đồ ngoài sân, mẹ cô chờ mãi nhưng chồng vẫn bật vô âm tính. Bà tức giận tìm Nhã Phương để trút giận. Chậu đồ cô bé vừa giặt xong bị mẹ đổ hết xuống sân khiến Nhã Phương uất ức tới mức nghĩ tới chuyện tự tử. Rất may, ý định quyên sinh bất thành. Nhưng ký ức về những trận đòn vô lý từ mẹ hằn sâu trong tâm hồn cô, Nhã Phương thừa nhận có một thời gian dài cô rất hận mẹ. Phải tới sau này khi đã lớn và đủ hiểu những dồn nén của mẹ, Nhã Phương mới lý giải được vì sao mẹ làm như vậy và quên đi những đau khổ mà mình phải chịu. Sự nghiệp diễn xuất đến với Nhã Phương cũng khá tình cờ, ấp ủ trong mình giấc mộng trở thành một ca sĩ trong tương lai và liều mình theo đuổi ước mơ, bất chấp những ngăn cấm từ phía gia đình người đẹp, đã lén đăng ký thị trường nhạc. Bên cạnh việc nộp hồ sơ vào ngành ngân hàng theo nguyện vọng của gia đình, Nhã Phương đã vô tình đăng ký nhằm sang trường sân khấu điện ảnh. Cô không hay biết rằng tai nạn để đời này lại chính là bước ngoặt lớn giúp cô có được những thành công như ngày hôm nay. Tuy nhiên, học chưa được bao lâu thì Nhã Phương bị cuốn vào những vai diễn. Cô chăm chỉ thử sức và thử vận may ở rất nhiều vai diễn. Với suy nghĩ, cứ có kịch bản, có tiền là nhận thôi. Thậm chí cô sẵn sàng ai gọi phim gì cũng đi, không cần đọc kịch bản cũng nhận. Chính vì mải mê mưu sinh và thử sức với những bộ phim mới, Nhã Phương không có thời gian để theo học hoàn chỉnh các giờ trên lớp. Thiếu giờ quá nhiều, cô bị trường buộc thôi học. Tuy vậy, sau phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, tên tuổi và nhan sắc của Nhã Phương vụt sáng trở thành một ngôi sao. Thế nhưng, khi càng dấn thân vào giới giải trí, Nhã Phương càng nhận thấy sự hào nhoáng thực ra chỉ là vỏ bọc, che đậy cho những thủ đoạn, mưu đồ đầy rẫy phía sau. Với bản tính ngây thơ và trục trè, cô đã vô cùng sốc và chán nản, thậm chí từng có ý định bỏ nghề vì quá mệt mỏi với những toan tính thiệt hơn trong ngành. Thời điểm này cũng chính là bộ phim cô thủ vai nữ thứ bị ngưng sản xuất do không nhận được sự ủng hộ của khán giả, tất cả khiến Nhã Phương vô cùng suy sụp. Sau này, khi đã nhận ra vấn đề, trải qua những nốt trầm, Nhã Phương mới thêm yêu nghề nhiều hơn và càng quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường của mình. Cuộc chia tay đậm nước mắt của Trường Giang và Nam Em sau lưng Nhã Phương. Quý vị thân mến, chuyện tình tay ba giữa Nam Em, Trường Giang và Nhã Phương có lẽ vẫn chưa đến hồi kết. Trong tập 19 được phát sóng gần đây, cộng đồng mạng lại không thể không chú ý khi Nam Em và Trường Giang tiếp tục vào vai cặp tình nhân và đối mặt với sinh ly tử biệt. Lúc này top 8 hậu trái đất nhất định đòi chết một mình và mong người yêu mình được hạnh phúc. Cùng với đó, Trường Giang nói sống với em anh đau hơn cả chết cũng khiến cho cộng đồng mạng tranh cãi. Cụ thể, tiểu phẩm bắt đầu bằng việc Nam Em bị rơi xuống vách núi, còn Trường Giang là người nắm lấy tay cô và giữ lại. Lúc này thì cô nói lời từ biệt tới người yêu, tới giờ em chưa làm gì được cho anh đúng không? Thì bây giờ là cái cuối cùng em có niềm tin em dành cho anh. Anh ở lại và sống thật là tốt, để lo cho những người anh yêu thương, anh có hiểu không? Em hứa ở bên kia thế giới anh sẽ chúc hạnh phúc, còn bây giờ anh buông tay em ra đi. Rồi cô bật khóc nức nở. Lúc này chàng trai khẳng định, không, anh sẽ không buông tay em ra. Chàng trai hỏi lại nếu em chết anh sống với ai, và nhận được câu trả lời em chẳng là gì trong cuộc sống của anh đâu. Chàng trai liên tục đổ mồ hôi và xin được chết thay cho người yêu của mình. Sau đó anh cứu được cô gái lên, nhưng lại vô tình trượt chân rơi xuống vách núi. Khi nguy hiểm đã đổi vai, chàng trai này cũng nhất quyết đòi buông tay để chết một mình. Hãy để anh chết đi, anh không muốn sống nữa. Anh không xứng đáng với em, anh không muốn sống nữa. Anh bị ung thư gan, anh không đối mặt được với căn bệnh đó. Nên hãy để anh chết đi. Em hãy buông tay anh để anh chết nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng chàng trai lại quyết định, anh nhất định phải sống vì trên đời này anh không thể tìm được người con gái nào bệnh như em nữa. Hãy kéo anh lên, cuối cùng anh cũng sống được với em rồi, còn đau hơn là chết. Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng tại sao Trường Giang lại có lời thoại khá là mâu thuẫn như vậy trong tiểu phẩm đẫm nước mắt đó. Cô gái và chàng trai vốn là một đôi yêu nhau thắm thiết. Những ngày qua, chuyện tình tay ba giữa Nhã Phương, Trường Giang và Nam Em liên tục khiến showbiz Việt trở nên sóng gió và khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Sau khi trải lòng về chuyện tình kéo dài 30 ngày với danh hài xứ Quảng, top 8 hậu trái đất liên tục gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí áp lực dư luận đã khiến cô suy sụp tinh thần đến mức phải nhập viện.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.